chào mừng đến với You like an animal. Without me, you not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you love when uncultured this. Hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, anh em coi YouTube mình nhớ đừng quên để cho mình xin một like, một số loại ủng hộ kênh mình nhé. Đấy, chuyện này thì mình đi rừng cầm với skin, đó chính là nhạc tuyệt sắc nha. Rồi, nói chung là mình chơi ra thì mình thích chơi skin nhạc tuyệt sắc hơn mọi người ơi. Nhưng mà, tại vì mình thấy nó mượt hơn đó mọi người. Nhưng mà thôi, đấy, có skin xịn như Tachiro thì phải chơi Tachiro cho anh em xem chứ đúng không? Rồi, đấy trận đấu này thì mình đối đầu với Nakaroth nhé. Nhưng mà đặc biệt là cái là trận này Nakaroth nó có cục top mọi người ơi. Có cục top là căng rồi nha. Không chỉ Nakaroth đâu, mà tôi còn gặp cục top miền của Celica nữa cơ. Rồi, bây giờ thì mid đi chuyển xuống dưới rồi thì tôi sẽ farm được lính ở mid nhé mọi người. Đấy. Nói chung là cứ farm thôi. Rồi, chấp nhận 2 con quái rồi đi vô đánh con bùa thôi nhé. Còn một con quái nữa kìa. Còn con quái nữa thì chắc chắn là khả năng tôi sẽ qua tôi hưởng một ít vàng đó. Đó, nói chung phải qua hưởng nha. Đấy, nói chung là không được lãng phí một cái gì hết, đúng không? Đấy, vàng một tí hơn thì bù đắp thì nhiều thôi. Rồi, tập này tôi ăn con bữa đó xong rồi tôi sẽ lên cấp 4 này. Ui mít nó kèm biết kìa. Ui rồi chém phát chết rồi, nhưng mà qua này tôi sẽ xử lý luôn mạng của mít nha. Rồi ulti lên. Ui bị hất tung một nắc rồi. Ui chết, ăn được mít rồi nhưng mà khả năng AD chết không. Ui AD vẫn chết. Ui AD chạy la ló cái bị con AD nó đủ sai bắn cái chết luôn. Rồi phải tôi chém nhẹ tôi lui nhé mọi người. Tầm này để tôi nghe tôi trừng trị con quái nha. Rồi ai cho mày ăn quái của tao, mẹ quái bên tem tao mà ai cho mày ăn. Rồi ok đấy. Trận này đây Jirima đi chuyển xuống này. Nói chung là đấy, cỡ chung là cứ farm thôi, đánh này. Rồi pha này khả năng tôi sẽ vô tôi cấu con mid ấy, FB nhá. Rồi chết đi. Hay quá, còn châm máu. Rồi bây giờ thì tôi sẽ di chuyển qua đi biến về nhá mọi người. Không biết nắc ở đâu ta. Tới nhá. Ui nắc vừa nói xong nắc có gặp kia. Rồi cover cho mid mình, rồi mình vào mình farm luôn được lính nhá. Khả năng thì đợt này mình mất con rồng chắc chắn rồi. AD với cả bên thằng nắc nó vô trong kia nó farm rồi nên là cũng mất rồng rồi nên là thôi. Rồi đấy, thấy chưa, biết ngay mà. Ông AD từ từ nhá, thằng nắc đang ở bên đó đó. Khả năng giờ thằng nắc đang qua ăn bộ đỏ rồi nên là tôi sẽ cũng di chuyển qua dần blue rồi. Tôi ăn canh được, ăn được con tàu hần thì tôi sẽ ăn con tàu hần thôi nhá mọi người. Đấy, bây giờ nói chung là ăn có qua có lại. Tem mà ăn rồng rồi phải để tem tôi ăn con tàu hần chứ. Sốc được không? Hay quá, trời ơi, chuyện này gặp điều chuyện. Ê, mày có trộm chó à? Tao mày, mày có trộm chó này. Này, qua trộm chó này, giết hết đi. Rồi, hay quá, đâm kill giết luôn thằng này đi. Rồi, triple kill. Này thì có cái tội qua trộm chó. Tôi đang liêm áp ở dưới bên đường AD không chú ý luôn. Ai ngờ ra gặp cái thằng nắc trộm chó. Đấy, mày trộm giờ thì tao trộm lại. Thích chơi hòa bình không thích đâu, mày thích đi trộm chó cơ. Rồi. Nói hết rồi chứ mà tôi phải gặp thì tôi bị trộm phải không ơi. Ê. Đậu xanh nó còn 25 máu, tí nữa thì mất con bùa đỏ. Rồi làm gì làm. Rồi, bỏ đi. Mày dám không? Thôi lui nhá mọi người, gặp con Nata không dám đứng gần đó đâu. Gặp Nata mấy ông, gặp Nata mấy ông đứng không có chiều mấy ông đứng gần là coi như bị nó xỉn chết đấy. Rồi, qua xin con tà hần này. Rồi, tôi mất dạy thế nhỉ. Mất dạy quá, con ông top mình đánh con tà hần gần chết rồi, mình qua mình đánh nhẹ mấy cái chiêu 2 cái chết tà hần rồi. Ui, trời ơi, mình thật là khốn nạn mà, nhưng mà không sao. Đấy, coi như là cảm ơn ông top nha, đừng giận nữa nha. Trời ơi, ui để giờ mới để ý là tôi ăn 5-0 mấy ông ơi. Đậu xanh tôi quá xanh rồi mà mấy ông biết, mà một khi tôi chia ra mà tôi xanh cái này rồi thì em bạn chơi gì nữa đúng không. Rồi đấy, chuyện này thì cố gắng qua ép thằng Nakaroth không cho nó farm nhá. Xanh là mình xanh cho nó thì mình phải chủ động lên chứ, mình xanh cho nó mình cứ đủ trong rừng là tem nó vẫn được farm đấy. Mà tem nó được farm thì cũng xanh thì không nói được gì đâu. Rồi quan trọng mấy ông xanh mà mấy ông phải làm sao mà mấy ông xanh mà mấy ông ép được vàng thêm nó, hiểu không? Rồi, ok, pha này thì tôi lui nhá. Đấy, bu bị kéo rồi. Đó, chứ mấy ông xanh mà mấy ông không hơn ao vàng được nó nhiều thì cũng như không à, đúng không? Rồi, bây giờ thì nói chung là trận này có ai ra trên đầu nên là tôi sẽ lại lực quẩy thôi. Đấy, rồi ok. Bây giờ thì từ nhá, tôi khả năng tôi sẽ nấp đây đợi xem thằng mid nó có lên nhá, từ nấp trên này đi. Úi giời, nó ở dưới rồi à? Chỗ nó ở dưới thôi, kia, hay quá, rồi xong, bye bye. Trời ơi, mình cảm thấy con bài Van Heel với Điêu Thuyền đi chung với nhau hợp lý phết nhở. Rồi nha, thằng AD không về là pha này chết nha. Đây, bỏ này, chém này, cấu thôi chứ tôi không dám vào đâu. Ui rồi, bị xích luôn rồi, thôi luôn nhá mọi người. Đấy, thằng AD đã dựng pháo rồi. Rồi, bây giờ thì cứ đùa thôi. Đấy, bắt thằng AD trước nha. Rồi, chém này, ui, tốc biến rồi, phải bỏ nha. Đấy, cái pha đó mà khả năng tôi mà ham cố chấp á, cho dù không tôi biến mà tôi cố chấp thì tôi cũng khả năng tôi đổi mạng thôi, vì trụ bắn đau lắm.
Rồi, bây giờ thì biến về thôi, biến về và ăn. Ui, ông top cẩn thận bị Nao cướp nha. Ui, xong ăn không đi. Rồi, xong Nao nó cướp Blue rồi. Rồi, giết đây kìa, giết kìa. Ui, ui rồi, xong xong rồi ông Nao ơi. Ông lại chuẩn bị chết tiếp rồi. Ui, chạy nhanh thế. Rồi chết chứ. Rồi, ui, top mình dí luôn à. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi ông ơi. Farm đi, farm đi. Ui rồi, ui rồi, Nao ao nhây rồi. Tới nha, bình tĩnh nha. Không có gì phải vội hết á. Đó, mọi người chơi con gian, mọi người canh lướt chiêu 2 ấy, con cứ lướt thẳng vào cái chiêu 2 của con mít nó, xong rồi cuối cùng có miễn nhiễm cái mất có tí xíu đâu à. Rồi, bây giờ thì cướp luôn blue của Nắc này. Nhanh thế, rồi, đánh này, vô này, chém thương này, lùi nha, chém này, bố này, úi ơi, lướt hụt rồi, trời ơi, đau quá. Đấy, hên là có giải Aya đấy. Rồi, bây giờ thì, đây, úi rồi, tốt biến luôn à. Mình đang định ulti hù lên nó thôi, nhưng mà mình hết bảo ulti mà anh ở tốc biến luôn. Đậu xanh thật. Rồi, bây giờ thì về farm tiếp nhá. Tầm này không nhanh được thì về cứ về farm thôi. Đấy, nói chung là mấy ông đừng có kiểu đứng yên một chỗ nha. Nói chung là đi farm liên tục vào, anh không được là phải đi farm ngay, chứ đừng có kiểu chần chừ nhá. Bị thọt đấy. Mấy ông phải ganh, ông phải farm liên tục như thế này thì mấy ông biết ao vàng được. Tí mới cho mấy ông xem kiểu gì tôi sẽ ao nó 2k vàng à. Thấy tầm này được xanh như này rồi kiểu gì tôi sẽ ao nó 2k 3k vàng à. Thế là cứ yên tâm thôi. Rồi, Nắc lại chết nữa rồi, bị Van Heo sốc cho một quả lên bảng luôn. Nhưng mà Van Heo cân 2 không nổi rồi, nên là tôi sẽ xuống. Đây, con xe Lika, mày chạy đâu. Mày chạy, úi rồi. Trời ơi, đấy, né được rồi nhé. Đậu xanh, mình lướt xa thế mà con Mina vẫn kéo được mình. Đậu ảo thật đấy. Rồi, bây giờ thì nói chung là cứ nhằm hàng AD mà đánh thôi. Đây, mày chạy đâu. Úi, con, úi. Mình đang tính dồn thằng Natalia, nhưng mà con ASB đã ít máu hơn, nó đánh hết là SB, cuối cùng tôi không giết được SB luôn. Đậu xanh nó tốc biến kịp, trời ơi. Rồi, bây giờ thì vô ăn con rồng nhé mọi người. Đấy, giờ tầm này từ át giờ chết ăn rồng thì tôi phải ăn con bùa đỏ, lát có gì thằng Na nó mà qua trộm chó á. À không, Na trên kia rồi. Na nó qua trộm chó thì nói chung là có thằng nào qua trộm á thì mình có con bùa đỏ, mình đánh chậm nó thì dí chết bà nó luôn, đúng không? Đấy, nên là ăn con bùa đỏ vào. Rồi, bây giờ thì từ từ nha, qua cover đi thuyền đó mọi người ơi. Rồi, hay kìa, ulti được không, có ulti không? Ui, đi thuyền không ulti pháo đó à? Ui, đi thuyền xui thế, đi thuyền hết mana mọi người ơi. Pháo đó đi thuyền còn mana là coi như là Nắc lại chết nữa rồi. Và đi thuyền xui chưa, đi thuyền là đi thuyền hết mana. Rồi, nhưng mà không đánh đâu, thấy Bina rồi nha. Từ từ nha, bình tĩnh nha, rồi, ê, cẩn thận nha đi thuyền. Cẩn thận nó kéo đấy, trời ơi, thuyền ơi, trời ơi, xong đi thuyền rồi, vừa bảo xong là nó kéo mà đi cao thế. Rồi, bây giờ thì từ từ nha, tôi phải tìm góc tôi bắt thôi. Chứ mà tầm này chẳng hạn là nó solo ở mình tôi đâu, trừ khi có thằng Mina nó choáng, nó ao nhây được đam tôi thì nó mới ăn được thôi chứ. Tầm này mà đây, mày chạy đâu, mày cứ cầu vợ, đánh thằng Mina trước nha mọi người. Đấy, cày nó rồi đánh thằng Mina trước. Rồi, bây giờ thằng nào mà lách xác ở đây cái là tôi book luôn rồi đấy. Đấy, tầm này mới lên cấp 12 rồi là rồi, chuẩn bị được chiến rồi. Bây giờ thì chắc phải ăn mục tiêu nhé mọi người. Tầm này xanh rồi, ăn mục tiêu đi nha. Đợi bây giờ mấy ông ăn mục tiêu con nào cũng được. Đấy, ăn con nào cũng được thôi. Ăn con não là của mình thôi, tên bạn phế lắm, tên bạn không dám ra mục tiêu đâu. Rồi, ở đây chạy được không? Ui, vẫn chết à, tưởng chạy được chứ. Chắc là do dính cái mặt nạ của con Nata nên mới chết đấy. Rồi, bây giờ thì ăn lẹ con rồng rồi ra đánh nhau với tem thôi. Nhưng mà trước hết làm gì thì làm, nhưng phải dọn được lính ở dưới nha. À, thằng Nắc nha. Phần này tầm này các mình chưa giết được Nắc đâu. Rồi, đấy, đuổi thôi. Rồi, chạy đi, khỏi cho mày farm nha. Đấy, cho nó về nhé mọi người. Đó, cho nó về, khỏi cho nó farm. Rồi, bây giờ thì đây, được mày, tao chém mày. Rồi, thằng AD nha, tôi thấy thằng AD rồi nha. Tôi thấy thằng AD rồi nha. Thằng AD mà lấy xác đè tí tôi qua tôi tanh này. Đây nha, từ nha, tôi nấp đấy nha. Để có vô địch farm không? Rồi, xong, bye bye mày. Ui, bye mày. Ây, cái ơi, đấu xanh rồi, chém hai thằng luôn nhá. Rồi, ra khỏi trụ nhá mọi người. À đây, tôi giết thằng Nata nhá mọi người. Đây, bộ chém này, bộ chuyên môn này, bộ này, ulti này. Rồi, ui, thôi xong rồi, bị ao nhây rồi. Trời ơi, chết luôn cả Aya rồi, trời. Rồi, sau khi bị anh ao nhây khá là nhục nhã nên là tôi sẽ quyết định tôi sẽ đi lại ăn bùa đỏ, làm gì thì làm mà vẫn phải farm nhé mọi người. Rồi, tí trả thù sau, quân tử trả thù chưa muộn, nhưng mà đó là do tôi chơi ngu, tôi lao trụ ấy chứ đúng không? Rồi, đấy. Tầm này thì tôi sẽ nâng cái khiên thất truyền nhé mọi người.
Cho thằng Năng nó chém gãy tay luôn. Thấy tôi bảo Năng là cái khiên thất truyền là thằng Năng nó xanh chỗ nào nó cũng chém tôi gãy tay à. Rồi bây giờ tôi cảm giác thằng Năng bị chết đó này. Thằng này chắc chắn nó chết này. Nhìn nha, chết này rồi, xong bye bye em. Bye bye em, hết chiêu rồi, đấy đâu mà chạy nữa. Trời ơi khổ thân Năng. Làm đẩy lẻ hôm sau mà tem bạn còn chửi Summerler thế này nữa. Trời ơi tội Năng quá. Trên này Năng bị ép quá thì sao mà chơi được. Chứ đâu phải lúc nào cũng gặp đụng độ chết nhiều là cái chửi đâu đúng không. Trận này ông Nắc ông bị ép như vậy thì lấy đâu mà có vàng đâu mà đánh đúng không? Mà đồng đội chửi sợ thật, trời ơi. Ít đã phải am hiểu chứ. Rồi bổ này, con tin này, bổ thường này. Ui lại tốc biến nữa à. Rồi nhưng mà ui chủ bắn đau quá, ra ngoài thôi. Ây chà, còn chấm máu. Rồi né này. Đó, nói chung là mọi người cứ tận dụng chiêu 2 thôi. Nó sẽ giúp mọi người sống cao hơn trong giao tranh đấy. Ây da đau quá. Rồi bây giờ đi về và di chuyển lên. Ui ui ông ơi đừng ăn blue tôi nha, để tôi ăn blue cho. Rồi ok cảm ơn. Con gian này thì cực kỳ đặc cần blue nhé, nên là ông nào chơi gặp gian thì nên nhường blue cho nó nhé mọi người. Đấy, nhường blue cho nó để nó còn gánh cho, chứ mấy ông ăn blue của nó thì nó phế cái nó lại chửi cho tức cho chửi cho đấy. Rồi bây giờ thì xanh rồi thì ăn con tà thần thôi. Ăn con tà thần không biết win được không ta. Từ nha, chắc chưa win được đâu, tầm này chắc chưa win đâu. Thêm bạn có con Celica cổ khá chắc nha. Đấy, tầm này tôi phải cố mạnh mạnh lên, rồi còn bắt con Celica nữa. Đấy, chứ không để nó cuối game là nó bắn đầu lắm mọi người ơi, con Celica mọi người biết rồi. Mấy ông biết con John đúng không? Mà con Celica có khắc tinh của con John đấy, nên mấy ông hiểu con Celica nó mạnh cỡ nào thì về lết rồi đúng không? Rồi, bây giờ thì từ nha, thấy thằng Nắc nha. Tôi lại thấy thằng Nắc nha, Nắc nha, Nắc ơi, chạy nhanh thế. Rồi, không được rồi, nhưng mà chết được không lại rồi, chém chồng lại chết tiếp. Ui, Nắc ơi là Nắc. Rồi nha, đây, rồi, bắt thằng Nata. Rồi, ok, pha này thì tem bản tốc biến hết rồi, tôi lùi nhá. Rồi, bộ này đi qua đường trụ luôn rồi. Bắn đau quá. Ấy, xin blue nha, hồi cho mít blue mọi người ơi. Đấy, cho mít blue đi. Bây giờ thì đẩy cao lên coi xem win được chưa nhá, cố gắng win thôi. Đấy, tầm này thì từ từ nhá. Đây, đường này. Đường này. Đấy, khả năng pha này mà. Đây, bắt được, bắt nó nè. Đấy, rồi chém đi, rồi hay quá tem ơi. Rồi, khả năng huy đông nhá. Ui, con Celica đẩy hết lính rồi. Từ đi thuyền nó bắn cho chết sao. Đây, ulti sắp khô rồi. Đây, khả năng pha này win được không nhá. Đấy, lính lên rồi này, đây, ulti này. Bay vào bắt Celica đấy mọi người, ui, vô hơi sớm rồi. Bị trụ bắn rồi, đau, nè. Ây da đau quá. Rồi, thằng Nắc này. Mà tôi bắt con AD, con này trước. Ui, hình cảm giác sai lầm rồi. Ô thôi xong rồi, pha này sai lầm rồi, tem mình chết hết ở dưới rồi. Trời ơi, Nắc chém hết rồi. Trời ơi, rồi xong ăn qua là kill luôn mọi người. Trời ơi, đáng lẽ bắt thằng Nắc trước chứ sợ bắt thằng Nata trước nhỉ, pha này tôi dở ghê. Rồi. Trời ơi, sao pha xanh thế, cuối cùng tên bạn nó lôi kéo được đến phút 14 rồi. Đấy, rồi, ok, cảm giác lôi, trời ơi, xanh thế mà vẫn chưa win được sớm. Trời ơi, đúng là gà thật. Rồi, khả năng pha này giao tranh cuối cùng này mọi người ơi. Đây, tên bạn khá cao nha. Rồi, khả năng pha này giao tranh cuối cùng rồi, chắc chắn luôn. Tầm này nó lên cao vậy là chắc chắn tên bạn chết hết rồi. Rồi, ok, nhưng mà thôi dồn con đấy trâu quá đâu về là bắt con Nata nhá mọi người. Ui vẫn chạy được à. Ui, giờ vậy. Ê, rồi xong. Thôi thắng rồi. Nắc chết này thắng rồi. Ui, Nắc bay rồi, bắt vậy là pha này thắng rồi. Rồi, ok. Bây giờ lính này chắc chắn là thắng rồi nha. Ok, cảm ơn anh em đã coi clip đến đây nha. Hẹn các em ở các clip sau nha. Ok, bye bye.